Nhỏ xin chào các bạn. Hôm nay én nhỏ sẽ cùng với các bạn đọc một bài thơ trong sách tiếng Việt 2 tập 1, bộ sách Trên trời sáng tạo. Ở tuần số 8, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài thơ Bà nội, bà ngoại. Én nhỏ mời các bạn cùng lắng nghe. Bà nội, bà ngoại. Bà ngoại bên quê mẹ, bà nội bên quê cha. Cháu yêu cha, yêu mẹ và thương cả hai bà. Bà ngoại chăm làm vườn, vườn bà bao nhiêu chuối. Yêu cháu, bà trồng na, chẳng nghĩ mình cao tuổi. Tất cháu về quê nội, biết là bà ngoại mong. Theo mẹ sang bên ngoại, lại thương bà nội trông. Hai bà hai nguồn sông, cho phù sa đời cháu. Hai miền quê yêu dấu, cháu nhớ về thiết tha. Nguyễn Hoàng Sơn. Vừa rồi, én nhỏ đã cùng với các bạn đọc mẫu bài thơ Bà nội, bà ngoại. Én nhỏ mời các bạn cùng luyện đọc lại bài thơ này một lần nữa nhé. Én nhỏ sẽ chia bài thơ này thành những khổ thơ như sau. Khổ thơ thứ nhất gồm 4 dòng thơ đầu. Khổ thơ thứ hai gồm 4 dòng thơ tiếp theo. Khổ thơ thứ ba gồm 4 dòng thơ kế tiếp. Và khổ thơ cuối cùng là 4 dòng thơ cuối. Én nhỏ mời các bạn cùng lưu ý luyện đọc những từ khó sau. Chuối, các bạn lưu ý âm ch. Chuối. Nguồn sông, vần uôn và âm r. Nguồn sông. Trồng, vần ông. Trồng. Và từ cuối cùng là thiết tha, vần yết. Thiết tha. Hén nhỏ sẽ đọc lại một lần nữa cho các bạn nghe nhé. Chuối, nguồn sông, trồng, thiết tha. Và ở đây én nhỏ có ngắt nghỉ hơi một số dòng thơ trong bài thơ này, mời các bạn cùng chú ý nhé. Bà ngoại bên quê mẹ, bà nội bên quê cha. Cháu yêu cha, yêu mẹ và thương cả hai bà. Bà ngoại chăm làm vườn, vườn bà bao nhiêu chuối. Yêu cháu, bà trồng na, chẳng nghĩ mình cao tuổi. Và hai khổ thơ cuối, én nhỏ mời các bạn luyện đọc thêm và chú ý cách ngắt nghỉ hơi nhé. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau luyện đọc một số từ khó cũng như là toàn bộ bài thơ. Bây giờ én nhỏ mời các bạn cùng xem lại bài thơ này một lần nữa và hãy cho mình biết là có cái từ nào mà các bạn chưa hiểu nghĩa không. Ở đây thì mình có từ để lưu ý các bạn, đó là nguồn sông. À, nguồn sông là nơi bắt đầu một dòng sông hoặc là dòng suối. Từ tiếp theo, phù sa. À, phù sa là đất cát mịn được những cái dòng, được những dòng sông cuốn trôi đi, và thường sẽ dạt lại ở cuối dòng sông đó, và những cái trái được trồng trên đất phù sa thì cho rất là nhiều quả và rất là tươi tốt. Ở đây tác giả viết rằng hai bà hai nguồn sông, cho phù sa đời cháu, như muốn nói rằng bà nội và bà ngoại đã dành hết những điều tốt đẹp, đã vun đắp cho cuộc đời của bạn nhỏ có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nghĩa của một số từ trong bài thơ Bà nội và bà ngoại. Bây giờ chúng ta cùng nhau trả lời một số câu hỏi ở phía dưới bài đọc này các bạn nhé. Câu hỏi số 1, tìm từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội và bà ngoại. Các bạn chú ý, khổ thơ thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Các bạn hãy tìm những từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội và bà ngoại. Từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội và bà ngoại đó là thương cả hai bà nè.
Và khi mà bạn nhỏ sang bên ngoại thì bạn nhỏ thương bà nội trong. Và khi mà bạn nhỏ nhớ về hai bà thì bạn nhỏ nhớ về thiết tha. Đó là những từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội và bà ngoại. Câu hỏi số 2. Những chi tiết nào cho thấy bà ngoại rất yêu bạn nhỏ? Mình mời các bạn đọc lại khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3. Và hãy cho mình biết chi tiết nào cho thấy bà ngoại rất yêu bạn nhỏ. Đó chính là: vườn bà bao nhiêu chuối, yêu cháu bà trồng na. Bà ngoại đã trồng rất là nhiều trái cây ha, và trồng rất là nhiều chuối nè, trồng na nè, để mà cho bạn nhỏ mỗi dịp bạn nhỏ về thăm. Ở khổ thơ thứ 3, khi mà bạn nhỏ về quê nội thì bạn nhỏ biết rằng là bà ngoại rất là mong ngóng mình, rất là nhớ mình. Đó là những chi tiết cho thấy bà ngoại rất yêu bạn nhỏ. Câu hỏi tiếp theo: những chi tiết nào cho thấy bà nội rất yêu bạn nhỏ? Mình mời các bạn cùng đọc lại khổ thơ thứ 3. Chi tiết cho thấy bà nội rất yêu bạn nhỏ là: khi bạn nhỏ theo mẹ sang bên ngoại thì bạn nhỏ biết rằng bà nội trông. Câu hỏi số 4. Bài thơ nói về điều gì? A. Tình cảm của bạn nhỏ với vườn cây nhà bà. B. Tình cảm của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại. C. Tình cảm của bạn nhỏ với dòng sông quê. Ở câu hỏi cuối, mình mời các bạn hãy lựa chọn đáp án chính xác nhé. Đáp án chính xác của mình ở đây đó là: bài thơ nói về tình cảm của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đọc bài thơ Bà nội, bà ngoại. Mình mời các bạn hãy cho mình biết nội dung của bài đọc này là gì nhé. Các bạn có thể comment phía dưới video này. Nội dung của bài đọc hôm nay đó là tình cảm yêu thương quý mến của bạn nhỏ đối với bà nội, bà ngoại, và tình cảm của bà nội, bà ngoại đối với bạn nhỏ. Đối với bản thân, các bạn hãy yêu quý, kính trọng và biết ơn ông bà của mình. Én nhỏ xin chào tạm biệt các bạn. Én nhỏ chúc các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui.